Chào tất cả mọi người, thì một lần nữa chào mừng mọi người chúng ta đã quay trở lại với channel. Và hôm nay thì mình làm một clip để mình cùng với mọi người chúng ta cùng nhau chúng ta tham khảo, chúng ta trải nghiệm và xem thử là một hệ thống khi được tuning và một hệ thống khi chưa được tuning thì cái âm thanh nó cho ra như thế nào, về cường độ âm thanh cũng như là cái chất âm nó có sự khác biệt như thế nào. Thì mời mọi người chúng ta cùng theo dõi clip ha. Cách đây mấy hôm thì cũng có một anh khách ở bên nước ngoài á, thực chất thì anh là khách hàng cũ bên mình, anh cũng mua bên mình cũng khá là nhiều đồ rồi. Thì anh gọi cho mình và anh báo là anh có một chiếc vang số JBL và anh mua ở đâu á cũng khá lâu rồi, nhưng mà anh về xong anh bỏ vào kho đó. Xong gần đây thì anh có xem clip bên mình là quảng cáo giới thiệu một số dòng của JBL này kia thì anh thấy ok, thì anh gọi qua bên mình thì anh nhờ mình là set up cho anh một cái file và anh đọc cái cấu hình hệ thống loa của anh và mình cùng set up y theo cái cấu hình mà anh gửi cho mình. Thì đối với khách hàng cũ thì mình không có tính tiền, mình chỉ mang tính chất là hỗ trợ thôi. Nhưng mà khi mình làm file xong và mình gửi cho anh nhá, khi anh đưa vào thì anh test, anh nghe quá là ok. Nhưng mà mọi người biết là anh gửi cho mình bao nhiêu? Anh gửi cho mình 200 đô. Thực chất là mình rất là ngạc nhiên, mình không có tính tiền đâu, cái này là mình gọi là hỗ trợ khách hàng cũ bên mình thôi. Nhưng mà anh gửi cho mình một lúc 200 đô luôn, mình thấy là cùng rất là cảm ơn anh. Đó. Thì cái câu chuyện mình muốn nói ở đây là cái sự khác biệt của một cái hệ thống khi được tuning, set up đúng cách thì nó sẽ cho ra cái âm thanh như thế nào. Không phải chúng ta cứ là mua đồ cho xịn mấy trăm triệu về để chúng ta gắn vào là nó hay đâu mọi người. Bởi vì cái vấn đề tuning setup rất là quan trọng. Nó cần phải là tối ưu về các cái thiết bị với nhau, rồi là không gian này kia, rồi các hệ thống nó phải được đồng bộ hóa với nhau thì khi đó nó mới có thể là đáp ứng được đúng về cái chất âm của nó, chúng ta mới có thể là khai thác được hết các cái tính năng và chức năng của nó được mọi người ha. Đó. Vì thế cho nên là chủ đề của clip ngày hôm nay thì mình muốn là cùng với mọi người chúng ta sẽ test thử là một hệ thống khi được setup đúng và tuning thì nó sẽ có sự khác biệt như thế nào khi mà chưa được setup, chưa được tuning mọi người ha. Thì đây là cái hệ thống mà hôm nay mình sẽ cùng với mọi người chúng ta trải nghiệm. Thì hệ thống hôm nay mình setup đó là một cặp loa IC38 và một chiếc súp xịt thô xài của MS3 cho nó rẻ tiền. Để xem là cái âm nó như thế nào. MS3 thì nó sẽ rất là rẻ. Đó. Và vang số thì mình sử dụng một chiếc vang số JBL VX8 và main công suất thì mình sử dụng main XLI 2500. Thì bây giờ thì mình sẽ mở lên và để blast hết để cho mọi người chúng ta nghe thử xem là một khi cái hệ thống khi được setup sơ qua thì nó có ok hay không. Rồi một lát nữa mình sẽ tune hệ thống xong rồi mình sẽ mời mọi người chúng ta sẽ nghe một cái hệ thống khi đã được tune xong thì nó có sự khác biệt như thế nào mọi người ha. Thì đây là một cái file setup mà mình chưa có tuning chưa gì mọi người ha. Mình sẽ để blast như vậy hết. Đó. Delay này kia mình cũng để là về không như vậy cả mọi người. Đó. Rồi phần sub này kia cũng vậy. Rồi phần mid cũng vậy. Thì bây giờ thì mình sẽ cùng với mọi người nghe một cái hệ thống khi mà chưa được tuning để xem là cái âm thanh nó sẽ cho ra như thế nào. Thì vừa rồi thì mình cũng đã tune xong rồi mọi người ha. Thì đối với cái dòng loa IC38 này thì mình cho nó đáp ứng đánh tần số đâu đó là từ 200Hz trở lên thôi. Và sub thì nó sẽ hỗ trợ là từ 200Hz đổ xuống mọi người.
thì vì cái tính chất của dòng loa này thì nó sẽ đáp ứng tốt ở dải từ 200 Hz trở lên. Như vậy thì nó sẽ tối ưu hơn, nó sẽ bền bỉ hơn, nó sẽ không làm cho cái cụ loa nó bị rung động quá nhiều, và một thời gian chúng ta sử dụng thì nó sẽ bị giảm những cái chất lượng của cụ loa mọi người. Cho nên là mình cần phải tôn làm sao cho nó phù hợp và đúng với cái tính chất của từng cái dòng loa mọi người ha. Thì bây giờ thì mình sẽ không để mọi người chúng ta phải chờ lâu nữa, thì bây giờ thì mình sẽ mời mọi người chúng ta cùng nghe và test thử xem là một hệ thống khi đã tune xong thì cái âm thanh nó có sự khác biệt như thế nào, cái cường độ âm, cái cường độ decibel nó sẽ lên được bao nhiêu decibel so với lúc ban đầu mọi người ha. Ok mọi người, thì vừa rồi thì mình cùng với mọi người chúng ta cùng nhau chúng ta đã trải nghiệm thử và nghe một cái chất âm khi chưa được tuning và khi đã được tuning rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ đánh giá tổng quan qua một chút. Thì khi mà chúng ta nhìn bằng mắt thì chúng ta cũng sẽ thấy được rằng là một cái hệ thống mà chưa được tuning á, thì mình mở đâu đó chỉ mới có là 90 Hz trở về thôi, mà mình nghe cái âm thanh có vẻ như đã bị over rồi. Cái cụ loa của mình có vẻ như nó đã quá tải rồi. Thì bởi vì mình đang sử dụng dòng loa IC38 thì cụ loa đâu đó chỉ có 4 inch thôi, rất là bé, không phải như chúng ta sử dụng những cái dòng loa 4 tấc 5 tấc đâu. Tóm lại là tất cả một hệ thống loa chúng ta phải xem cái thông số của nhà hàng cho phép như thế nào để chúng ta tối ưu hết mức nó, chúng ta chưa quay làm sao để cho nó phù hợp và nó đồng pha với nhau, thì khi đó thì cái âm thanh nó mới có thể tối ưu hết mức được. Và khi mà mình test một cái âm thanh mà khi mình đã tu đi xong rồi á, thì cái cường độ âm thanh nó đạt lên tới đâu đó là trên 100 Hz, nhưng mà cụ loa mình có cảm giác như nó đang còn có thể lên được nữa mọi người. Nghe cảm giác nó rất là lực và âm thanh nó cho ra rất là chi tiết, nó không có bị dính trùm như khi mà mình chưa quay cho loa. Đó là cái sự khác biệt rất là nhiều. Và khi mà chúng ta làm được như vậy rồi á, thì cái ưu điểm của loa nó sẽ là bền hơn, âm thanh nó cho ra chi tiết hơn, rõ ràng hơn, đó, nó không có bị dính trùm đó. Thì đó là cái sự mà khác biệt khá là nhiều khi mà chúng ta đã tuning hệ thống đúng cách. Clip hôm nay thì mình muốn là làm để mà chia sẻ với mọi người cái khi mà chúng ta tuning hệ thống thì nó có sự quan trọng như thế nào. Và clip thì mình sẽ xin dừng tại đây. Thì nếu mọi người thấy ok cho mình một like, share và subscribe. Bye mọi người ha.